Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Dạy Tiếng Việt Tiếng Miền Nam cho Người Nước Ngoài. In previous lessons, we have learned the initial consonants, the vowels, and vowel clusters. Today, we will move to another important point in Vietnamese pronunciation, that is the ending consonants. There are just only 8 ending consonants in Vietnamese. I hope that this lesson will help you. Ác, bạc, xác, ắc, chắc, tắc, sắc, ất, bất, bật, gất, ép, mét, ốc, bọc, cốc, học, ốc, tộc, hốc, cọc, úp, bụp, cúc, lúc, ức, bực, tức, cực, uất, buộc, cuốc, thuốc, ước, được, cược, oát, toát, khoát, lát, oát, hoặc, yết, tiết, biết, xiết. Ách, bách, sạch, cách, ếch, trên, lệch, ít, ít lợi, tịch thu, lệch, quýt, huỳnh huỵt. Ác, mát, hạt, tát, ắc, sắc, đặc, mặc, ất, bật, đất, ép, hét, kẹt, sẹt, ếch, hết, mệt, tết, ít, ít, tích, tịch, ót, trót, lọt, xót, ốp, bột, cốt, tốt, ớt, lớt, phớt, hớt, tóc, úp, bụp, chúc, húc, ức, bức, đức, mất, út, hút, xuất, oát, loát, choát, oét, xoẹt, toẹt, uốt, chuột, buốt, ướt, lướt, phượt, uyết, tuyệt, tuyết, yết,
tiết tiệt kiệt sức. Áp sáp cạp tạp ấp lắp cặp bắp ấp chấp tập mập ép lép xẹp đẹp ép xếp xếp nếp íp dịp chip kiếp óp chóp cọp hộp ốp hộp lớp ấp lớp hộp ấp sấp sập íp tiếp đẹp am nam làm cám âm mắm lâm năm âm nắm chậm tầm em kèm tem kém êm mềm kèm im chim nhím tim om hòm xóm tóm ôm chôm hôm tôm ôm cơm đơm bòm âm bầm cấm hầm ôm bồm ươm bướm cườm im tim tiệm kiếm an ngang tán bàn ăn săn bắn hắn ân cần chân en len chèn kèn ơn tên hên bền in kính sinh tính on lon ton bón còn ôm bốn còn còm hôm ơn hơn trơn lớn ung bùng cúng lùng oan loan toán hoàn hảo oan xoăn uông buông cuốn
muốn, ương, lương, mướn, uyên, luyên, xuyến, yên, yên, yến, yên, hiên, kiên, tiền, uân, xuân, tuân, huân chương. An, hàn, tán, sáng sớm, ăn, hăng, xăng, bằng cấp, ân, tần, bân khuân, en, len ken, sẻn, ông, bong bóng, cống, nóng, ông, tổng cộng, sông hơi, mông, ung, hung dữ, ung thư, trúng vé số, ưng, trứng, cưng, chim ưng, oan, hoang mang, hoàng tử, uông, buông, xuống, ương, trương, cương, bức tường, yên, tiếng động, miệng. Anh, xanh lá, cạnh tranh, đá banh, ên, trên vên, in, xinh xắn, lính, tính toán, huynh, huỳnh, huỳnh, oanh, mới toanh, tung hoành. And that's all for today. If you have finished the previous pronunciation lessons and include this too, you can now pronounce any Vietnamese word even if you don't understand the meaning. Okay, just practice, it's more. Hope you enjoy the lesson. If you have any questions, just feel free to ask. We will answer your questions as soon as possible. Finally, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. The final sounds in English. The six tones are very, very important. If the U is strong, it may lead to misunderstanding. Of this point, we gonna learn the initial consonants. Let's begin. If you master all of these vowels, believe me, learning pronunciation in Vietnamese is becoming super easy. Now, let's begin. Today, we will study a more challenging part of pronunciation, that is vowel clusters.